Một lưu ý quan trọng cho những ai trang bị máy in full Epson nha, là sau khi mà chúng ta nhận máy in xong á, chúng ta phải kích hoạt đăng ký bảo hành online nha. Trước tiên thì chúng ta vào cái đường link mình để trên màn hình như thế này nè. Kế tiếp thì chúng ta sẽ nhập ba cái dòng thông tin bắt buộc này, bao gồm số series, ngày mua và nơi mua. Kế tiếp chúng ta bấm vào bổ sung để tải các hóa đơn mua hàng lên hệ thống nha. Rồi sau đó chúng ta bấm tiếp theo để khai báo các thông tin liên quan đến người dùng. Sau khi khai báo xong, hãng sẽ gửi một cái mã kích hoạt gồm 4 chữ số vào cái số điện thoại mà mình đã đăng ký. Sau đó chúng ta sẽ nhập cái mã kích hoạt này vào rồi bấm hoàn tất là xong bạn nha. Lưu ý là khi mua máy in phong màu Epson thì các bạn nhớ kích hoạt bảo hành online để thuận tiện cho việc bảo hành về sau các bạn nha.